Rồi, cả nhà ơi, lên bờ rồi. Đây, nướng có liên quan gì tới đâu, khói đâu. Nhóm lửa, nướng cá ăn cơm. Đó, đường con cá gọi bông đó. Đây, thành quả khi kéo qua giác lưới. Buồn quá trời luôn. Còn đây mới sò, mới ốc mình đã bắt được này. Nhiều lắm cả nhà ơi. Đây, còi dương mai, ốc, hào nữa. Cái này để hồi mình rửa lại. Còn cái này nãy lúc mới lên mình bắt này. Ở ngoài này có mớ còi biên mai mình, còi dương mai mình mới cậy ra xong. Để ngoài này, gọn ngoài này. Đây, còi biên mai, dương mai mình đã cậy thịt ra, bỏ hết lấy cái còi thôi. Như này là mấy con hải sâm. Nấu nước mình trụng nó trên này luôn. Cái này là nấu là lẩu ăn ngon lắm. Chiều nước cũng gồng cả nhà ơi. Gồng lắm luôn. Sáng mình lên thì nước còn lớn, bây giờ nước đã gồng rồi. Ốc, quá trời ốc luôn. Ốc này mày quê mình kêu ốc gì nhỉ? Ốc quắn á. À, ốc quắn cả nhà ơi. Con này ngoài quê mình kêu là ốc quắn. Ngoài Phan Rí kêu là ốc quắn. Dạ. Yeah. Nhóc luôn. Thằng đó là Yên Bà. Lưới kéo của mình còn đây đó. Xíu nữa mình cầm hai tay lưới ra, ăn cơm xong mình sẽ ra ngoài đó dân lưới đuổi. Chắc khi dân mình sẽ không quay clip được nữa rồi. Nước hơi sâu. Đầu bếp đây. Đầu bếp rừng. Cây á, khói của cái mấy cây rừng nè. Đó, đầu bếp rừng đây. Nhà cũng là đầu bếp, nên rừng cũng là đầu bếp luôn. Toàn cá ngon không? Mực quá trời mực luôn. Bên này nước hơi trong, kéo mực hơi ít nè, nhưng mà cũng nhiều. Cũng được khá. Bỏ mực lên đây. Bỏ lên đi hả? Còn chớp chớp luôn cả nhà ơi. Lấy cái có cái gì đựng cá vậy? Sáng ngày không đem đi trời. Quên nó chứ. Đi hoài nó ngủ hoài. Hải ơi, em tắt đó đi. Rồi. Em đi kiếm đồ là rồi chín rồi cả nhà ơi. À, nhìn thấy đói bụng hai người mới ớt mà chấm nữa thôi rồi này, bỏ mực vô cha. Mực này chắc cũng còn vừa tới là dứt rồi ha. Đây bỏ vô cha. Ôi, chị mình đang chuẩn bị bếp gừng trên đó kìa, bếp ăn hoành tráng luôn. Hay gì đang làm bếp ăn hoành tráng cho đó phải không? Lá mặt cật. Rồi đây đó. Sắp lại nha. Em đem dưới em lấy thêm nha. Ừ, lấy thêm xong đổ luộc nó luôn. Đây, thơm ha. Đói bụng quá rồi. Rồi, lại đây lựa mớ này bỏ vô luộc. Còn lưới luôn trời. Con này ngon lắm nè. Luộc ăn trước. Con này gọi là con gì quên tên mất tiêu. Cả nhà ai biết tên comment bên dưới video cho mình biết với nha. Mình biết mà mình quên tên rồi. Đây, bỏ vô. Mày thả bưởi. Ốc cờ hồi vừa gọng nó mới ăn được nha. Cờ cát không à. Xong. Ra một miếng nước biển bỏ vô nữa là luộc ăn thôi.
nhiều nước đây là vừa. Chín hả cha? Ui chín dữ luôn rồi. Nhanh quá nha. Đều tay lên. Hai góc. Cha. Châm lửa vô bắt nó. Nè cha. Này sao? Không có nắp hả? Không có nắp. Bỏ đi luôn hả? Món cuối cùng. Hải sản luộc. Bỏ đó luôn hả cha? Rồi, lên ăn cơm. Lên cơm cả nhà ơi, đói bụng quá rồi. Ôi, bếp ăn này cả nhà ơi. Rồi. Mời nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Đủ muỗng hả, đủ đũa hả? Đủ đũa, đủ muỗng luôn mà. Mở giùm em cái Quy. Có ba cái muỗng hả? Quá trời ngon cả nhà ơi. Đói bụng lắm rồi cả nhà ơi. Giờ này cũng 3 giờ chiều rồi. Đây. Sáng mình ăn cơm ít à. Mình đi giờ đến đây cũng hơi đói rồi. Ôi, mời cả nhà mình nha. Đũa em đâu Nhi? Đây, gấp một con mực mời cả nhà ăn chung coi. Mời cả nhà mình nha. Ôi cha đây. Bỏ công bớt ra thôi. Bỏ công bớt bớt đi. Bỏ ra nè, đi. Ngon cả nhà ơi. Công nhận đói ăn có âm ngon quá. Ngon thiệt. Ngon mà. Quá ngon. Cảm nhận sao anh? Ngon. Ngon mà phải không? Ngon, vừa cơm cũng bằng mực đó. Thôi dụ dụ anh Quynh cho anh Quynh nói chuyện thôi chứ mình ở đây mình ăn mực trước. Ngon lắm cả nhà ơi. Không có không. Đúng là cảm giác thật là tuyệt vời luôn. Trời nãy mình bỏ rồi mấy á. Bỏ rồi trong thùng á, có nước á. Bao nhiêu, cho thêm chút muối bao nhiêu. Bỏ cái này vô cứng hả? Ăn thêm mấy ớt nữa cho nó cay cay. Quá sướng luôn. Ăn tươi rồi, cái gỏi ăn đau luôn rồi. Đúng là bữa cơm ngon thiệt. Bà con gần xa ngon bà con ơi. Quá ngon luôn cả nhà ơi, thật sự luôn, rất là im. Con có nổi dưới nó có ngã không? Không. Ngã không? Mình xin tạm dừng video nha. Để mình ăn xíu xíu nữa, còn một món nữa mình sẽ lên clip luôn. Rồi, món tiếp theo cả nhà ơi. Hải sản luộc. Chín hả cha? Con lưỡi búa. Con lưỡi búa hả? Con này tên là con lưỡi búa hả? Con thịt nè. Cá còn cái này nữa gì nè. Dạ. Rồi. Con hào bao. Nó đến rồi mới thấy lại mày. Sổ đá phải không? Trong tay trong đây nó kêu là con kéo. Biết lấy cách nào chúng ta? Nóng quá cả nhà ơi. Đây có cộng lông nè, con hào bao nó có cộng lông ở chỗ này nè. Đấy đó đây nè, lấy cái này ra nè, ăn đâu xíu rồi. Lấy cái này ra, giờ còn một thịt không thôi. Mời cả nhà mình nha. Chăm ăn luôn. Quá ngon. Ngon, nó ít thịt cho mà nó ngon. Xong con nữa ha. Ngon lắm không? Không phải cho mình ngon. Gãy muỗng anh Quyên. Kêu anh lấy răng cạp.
chút ra này. Thù đâu? Thấy hả chăng? Ôi chiếc ghe đang mắc cạn rồi đó kìa cả nhà ơi. Cơm ăn xong rồi cả nhà. Tiếp tục món nướng cả nhà ơi. Ăn con ăn thôi chưa? No quá. Để đi. Ơi. Nhưng cũng còi không thôi. Nhưng còi không thôi. Con nó như con lưỡi búa vậy trời, không? Cục hơn á. Rồi, ăn xong rồi cả nhà ơi. Chuẩn bị đem hai tay lưới ra ngoài giăng tiếp. Đó. Cảm nghĩ thế nào nhỉ? Quá tuyệt vời phải không? Đi thôi. Bây giờ chuẩn bị ra ngoài đó giăng lưới. Lưới đây. Hai tay. Lưới đây. Làm gì đó anh Quynh ơi? Dọn dẹp hả? Còn đang ít nữa. Rồi, mình xin tạm dừng video ở đây nha. Để mình ra ngoài đó mình nhân lưới ngoài đó.